chương 4. Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt mình, thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ. Vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt, thì đã dứt khỏi tội lỗi. Hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu, thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ngày trước, cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời, và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dục bậy bạ ấy, thì họ lấy làm lạ và dèm chê, nhưng họ sẽ khai trình với Đấng đã sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Vì ấy, bởi điều đó mà tin lành cũng đã giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần hồn. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện, nhất là trong vòng anh em, phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằng, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữa các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ ơn sức Đức Chúa Trời ban cho, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời. Amen. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lay việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn. Thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn, vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời, vả nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào. Lại nếu người công bình còn khó được rỗi, thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào? Vậy, những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng tạo hóa thành tín.